như vậy là bà con có thể thấy được là cái gạo chúng tôi sát ra rất là đẹp nhá và sáng đấy, sạch bóng luôn đấy. Còn đây là những cái hạt đen này là do thóc chúng tôi nó cũ quá rồi nó mốc đấy, rồi nó có màu đen nhá. Đấy còn gạo thì da rất là trắng rồi đấy, vô tư tuyệt vời luôn rồi. Ok.